Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào 19 giờ hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay 29 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây. Xe đầu kéo lôi đổ hàng loạt trụ điện tại thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của khán giả Trần Thu Thảo từ số điện thoại 0123, ba số cuối là 671. Người hâm mộ Việt Nam đội mưa hàng giờ đồng hồ để nhìn thần tượng. Phản ánh của khán giả Lê Thùy Chi từ số điện thoại 0168, ba số cuối là 869. Công khai bán vé chợ đen đại nhạc hội K-pop trước cổng sân vận động Mỹ Đình. Phản ánh của khán giả Nguyễn Duy Hải, trú tại huyện Từ Liêm, Hà Nội. Hơn 500m bờ kè sông đáy không đảm bảo chất lượng, phản ánh của một khán giả ở thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Hoa quả không rõ nguồn gốc xuất xứ xuất hiện tràn lan tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, phản ánh của khán giả Hoàng Ninh từ số điện thoại 0915, ba số cuối là 153. Lớp học Hán Nôm của những người cao tuổi ở Đà Nẵng, chia sẻ của khán giả Nguyễn Hồng Hạnh, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 5 giờ sáng ngày 29 tháng 11 trên đường Hoàng Diệu thuộc phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một sự cố hy hữu. Chiếc xe đầu kéo chở theo một xe công trình trên rơ móc đã vướng vào dây cáp điện ra ngang đường, kéo đổ hàng loạt trụ điện. Khán giả Trần Thu Thảo có số điện thoại 0123 với ba số cuối là 671 đã gửi đến chương trình một vài hình ảnh về sự cố này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là thủ phạm gây ra sự cố hy hữu vào sáng sớm ngày 29 tháng 11 trên đường Hoàng Diệu. Do vướng phải bó cáp bắc ngang đường nên hàng loạt trụ điện trước cửa nhà số 41, 43, 45 đều bị gãy đổ. Đặc biệt, một trong số 3 cột này đã đổ vào ngôi nhà số 43 khiến những người đang sống trong gia đình hoảng loạn chạy sơ tán. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để xử lý. Tuy nhiên, khi quan sát các trụ điện gãy đổ, nhiều người phát hiện bên trong trụ điện không có cốt thép. Theo như những thông tin mà khán giả Trần Thu Thảo cung cấp cho chương trình, thì vào thời điểm trên, xe đầu kéo đang chở theo một xe công trình lưu thông từ đường Nguyễn Tất Thành về đường Khánh Hội. Khi đến đường Hoàng Diệu, do chiều cao của hai phương tiện chồng lên nhau vượt quá giới hạn cho phép nên đã vướng vào bó cáp bắc ngang qua đường. Tài xế không chú ý đến sự cố nên vẫn cho phương tiện tiếp tục lưu thông và lôi gãy hàng loạt trụ điện trước các cửa nhà số 41, 43 và 45. Một trụ điện đập vào nhà 43 và hai trụ còn lại thì đổ ra đường. Tại hiện trường, các trụ điện bị gãy ngang, bó cáp viễn thông bắc qua đường Hoàng Diệu cũng bị kéo đứt. Điều đáng nói là bên trong các trụ điện bị gãy hầu như không có lõi thép. Theo khán giả Trần Thu Thảo, thì có lẽ vì nguyên nhân này mà chỉ cần lực kéo của chiếc xe, các trụ điện cũng gãy đổ hàng loạt. Rất may tai nạn xảy ra vào sáng sớm, ít phương tiện lưu thông nên không có ai bị thương và không xảy ra ùn tắc giao thông. Việc hàng loạt sao Hàn đến Việt Nam để phục vụ cho đêm diễn tối ngày 29 tháng 11 và được nhiều fan hâm mộ của Việt Nam, chủ yếu là tầng lớp học sinh, sinh viên đón chào nồng nhiệt đã được báo chí đề cập rất nhiều trong thời gian vừa qua. Nhiều bạn trẻ còn thức suốt đêm tại sân bay chỉ để tận mắt nhìn thấy thần tượng. Hầu hết các ngôi sao của đêm biểu diễn này đều được bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Crown trên đường Lê Đức Thọ, Hà Nội. Vì vậy, cảnh người hâm mộ trầu trực tại đây để được gặp thần tượng gây hỗn loạn giao thông đã diễn ra. Sau đây là một vài hình ảnh phản ánh về hiện trạng này. Hình ảnh do khán giả Lê Thùy Chi từ số điện thoại 0168 với ba số cuối là 869 cung cấp cho chương trình. Cổng khách sạn Crown trên đường Lê Đức Thọ. Hàng dài người hâm mộ cầm ô hay khoác áo mưa đứng ngay trước cổng khách sạn chỉ để chờ đợi sự xuất hiện của những ngôi sao mà họ coi là thần tượng.
nhiều băng rôn biểu ngữ viết tên ban nhạc mình yêu thích được giơ cao. Trong số những fan hâm mộ này, có không ít bạn còn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh. Ban đầu, những người hâm mộ xếp hàng một cách khá trật tự. Tuy nhiên, khi một phòng trên tầng khá cao của khách sạn hé rèm, nhiều fan hâm mộ cho rằng thần tượng của mình đứng trên đó vẫy tay chào, nên đã ùa xuống đường, gây nên cảnh hỗn loạn tắc đường. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phải vào cuộc để lập lại trật tự. Sau đó rất nhiều người hâm mộ vẫn tụ tập tại đây, hô vang tên thần tượng. Khán giả Lê Thùy Chi cho biết, từ khi có sao Hàn Quốc lưu trú tại đây, lực lượng bảo vệ và vệ sĩ được huy động tối đa, đứng chắn mọi lối vào của khách sạn Crowne Plaza. Do vậy mà các bạn trẻ hâm mộ chỉ có thể đứng đợi dưới mưa, chứ không có cơ hội vào trong khách sạn. Trưa ngày 28 tháng 11, chiếc xe chở loạt xe Cobot dừng lại ở cổng phụ, khiến gần như toàn bộ fan có mặt tại cổng chính bất ngờ. Nhiều fan vội vàng phóng xe đuổi theo, mong có cơ hội vẫy chào và nhìn tận mắt thần tượng của mình, nhưng không kịp vì xe di chuyển quá nhanh. Đến 2 giờ chiều, một vài ô cửa sổ trên tầng cao khách sạn bất ngờ kéo rèm che và thoáng thấy có bóng người nhìn xuống. Không rõ đó có thực sự là ô cửa từ phòng nghỉ của một trong số các ngôi sao xứ Hàn hay không. Nhưng ngay sau đó, từng nhóm fan bắt đầu hô to tên thần tượng, vẫy tay và giơ cao banner. Không khí bỗng trở nên cuồng nhiệt, như thể các thần tượng có thể xuất hiện ngay lúc đó. Theo khán giả Lê Thùy Chi, thì dù trời mưa khá nặng hạt và nhiệt độ thì xuống thấp, nhưng các fan hâm mộ không hề có dấu hiệu nản lòng, vẫn kiên trì đứng túc trực dưới mưa. Trước cảnh hỗn loạn đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã phải vào cuộc để lập lại trật tự, khôi phục giao thông cho toàn tuyến đường Lê Đức Thọ. Thưa quý vị và các bạn, cũng liên quan đến sự kiện đại nhạc hội K-pop, khán giả Nguyễn Duy Hải hiện đang sinh sống tại huyện Từ Liêm, Hà Nội phản ánh. 3 ngày trước khi đêm nhạc diễn ra, ban tổ chức tuyên bố khán giả phải có vé mới được vào. Khán giả không được vào cửa tự do như một số chương trình trước đây. Nhiều người bắt đầu đổ xô đi kiếm cho mình một tấm vé, khiến thị trường vé chợ đen bắt đầu trở nên sôi động. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dù thời tiết Hà Nội mấy ngày hôm nay đều có mưa và rét, tuy nhiên phe vé vẫn bám trụ ở cổng sân vận động Mỹ Đình để mời chào khách. Thậm chí họ còn đứng ra giữa đường, chặn đầu xe những khách tỏ ý muốn mua. Chỉ cần thấy xe có dấu hiệu xi nhan, xin đường là các cò vé lại đổ xô ra mời chào. Giá vé được các phe vé chào bán thường đắt hơn so với giá vé của ban tổ chức, từ 300.000 đến 1 triệu đồng một cặp. Tuy nhiên, để được tận mắt xem thần tượng biểu diễn, nhiều người vẫn chấp nhận mua vé với giá cao.
Đại nhạc hội K-pop được tổ chức vào tối nay ngày 29 tháng 11 tại sân vận động Mỹ Đình Hà Nội với sự tham gia của 17 nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, được đánh giá là buổi biểu diễn quy tụ nhiều nhất các ngôi sao trong làng giải trí Hàn Quốc từ trước đến nay. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả Nguyễn Duy Hải cho biết, cảnh tượng nêu trên được anh ghi lại vào chiều ngày 28 tháng 11, tức là trước một ngày khi buổi biểu diễn diễn ra. Mặc dù thời tiết Hà Nội có mưa và khá lạnh, nhưng thị trường vé chợ đen vẫn diễn ra vô cùng náo nhiệt trước cổng sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chỉ cần trông thấy từ xa có xe tấp vào, đội ngũ phe vé lập tức chạy theo, treo kéo khách mua bằng những lời tiếp thị hấp dẫn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ thời tiết, nên trong ngày 28 tháng 11, số lượng người mua vé vẫn còn khá khiêm tốn. Dự kiến, sát giờ biểu diễn ngày 29 tháng 11, thị trường vé chợ đen sẽ sôi động hơn. Được biết, trong đêm nhạc này có sự xuất hiện của hai nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn mở màn là Thanh Lam và Tuấn Hưng. Toàn bộ trang thiết bị phục vụ cho buổi biểu diễn đến sân khấu và ghi hình được phía Hàn Quốc chuẩn bị. Một khán giả giấu tên ở thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam phản ánh về chất lượng bờ kè sông đáy tại địa phương. Hiện tại, một số đoạn bờ kè sông đáy đã được đổ bê tông xuất hiện những vết lở và nứt. Khán giả này đã ghi lại một số hình ảnh và gửi về chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Bờ kè sông đáy, đoạn qua xóm 15, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Những vết nứt, bục cát và sỏi xuất hiện trải dài khoảng 500 mét dọc theo bờ kè được đổ bê tông. Tại một vết nứt lộ rõ cát và đá, chỉ cần một thanh sắt nhỏ cũng đủ để cào ra lớp cát và đá trong khuôn bê tông của bờ kè. Còn tại chỗ nứt này, sau khi bới một hồi, có thể dễ dàng nhìn thông sang bên kia, trong lòng bê tông không có sắt. Ôi, thun cả sang kia rồi. Không, quay lên cho so TV. Ở xóm mình mà. Toàn là cát. Cát với đá. Trong ta nói mà. Mẹ lại xong rồi. Đông cách. Mẹ đổ toàn đá mà. Theo phản ánh của khán giả ở thị trấn Quế này, những hình ảnh trên được anh ghi lại tại bờ kè sông đáy, đoạn gần cầu Quế. Công trình bờ kè sông đáy tại địa phương anh được thực hiện từ cuối năm 2011 cho tới nay. Hiện đơn vị thi công vẫn đang tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà khoảng 500 mét bờ kè nêu trên lại xảy ra tình trạng nứt,
bục trơ lớp cát và đá. Theo quan sát của khán giả này, thì lớp cát đá chỉ được trộn với nhau, không xi măng, nên chúng còn rất tơi và rời rạc, không dính kết với nhau thành một khối. Bên ngoài được chát lớp xi măng mỏng để giữ cho cát và đá không tràn ra ngoài khuôn. Phản ánh về chương trình, khán giả này cho biết. Chúng tôi chỉ cần lấy một thanh sắt nhỏ với một lực bình thường, cào nhẹ lớp chát xi măng ngoài cùng, cát và đá đã lộ ra ngay. Lớp cát và đá cũng chẳng liên kết với nhau thành một khối rắn chắc. Chúng tơi và xốp như chưa hề chịu sự tác động nào của quá trình trộn bê tông. Dùng thanh sắt cào một lúc là thông sang tới phía bên kia của bờ kè. Nhìn bằng mắt thường thì thấy bên trong cát và đá không dính kết, chỉ được trộn sơ với nhau và không có khung sắt. Khán giả này thắc mắc, không biết quy trình đổ bê tông bờ kè tại địa phương như thế nào, khác biệt gì so với quy trình đổ bê tông thông thường và liệu 500 mét bờ kè nêu trên đã hoàn thành chưa? Bởi theo quan sát của người dân thì đơn vị thi công đã chuyển vị trí, bờ kè được chát xi măng vuông vắn. Gửi phản ánh tới chương trình, khán giả này cho biết, người dân rất mong chính quyền địa phương, đơn vị thi công cần kiểm tra kịp thời để đảm bảo độ bền của công trình, tránh tình trạng thi công xong lại xảy ra sai sót, sau đó lại tiến hành sửa chữa. Thưa quý vị và khán giả ở thị trấn Quế, về vấn đề này, chương trình sẽ có công văn gửi tới Ủy ban Nhân dân thị trấn Quế, tỉnh Hà Nam, đề nghị xác minh và làm rõ. Thông tin chi tiết mời quý vị theo dõi trong những chương trình tiếp theo. Khán giả Hoàng Ninh từ số điện thoại 0915 với 3 số cuối là 153 phản ánh. Hiện ở huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, xuất hiện rất nhiều thương lái từ thành phố Buôn Mê Thuột bỏ mối cho các sạp hoa quả tại địa phương. Đa phần số hoa quả này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, giá thành rẻ và đặc biệt là tươi rất lâu. Khán giả Hoàng Ninh đã ghi lại một số hình ảnh và gửi về cho chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là một trong rất nhiều các sạp bán hàng hoa quả tại các chợ xã và khu vực đông dân cư thuộc huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Chụp cám bà lên luôn nha. Hầu hết hàng hoa quả được các thương lái đưa từ thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk bỏ mối cho các sạp bởi ở địa phương ít có khu vực trồng cây ăn quả. Khi được hỏi, tuy các chủ hàng đều khẳng định là hàng Việt, nhưng lại không nêu rõ sản phẩm được trồng ở vùng nào trong nước. Theo quan sát, khán giả Hoàng Ninh cho biết, số hoa quả này, dù có để tới cả tuần, vẫn thấy núm lá và vỏ vẫn tươi như mới. Thưa quý vị, theo phản ánh của khán giả Hoàng Ninh, trước khi thực hiện clip trên, chúng tôi đã quan sát kỹ những chiếc xe tải chở trái cây về bỏ mối cho các sạp tại các chợ xã Nam Rông, Đắk Win và Đắk Rông và tận mắt chứng kiến các thùng trái cây thường được đóng gói kín đáo trong các thùng xốp hoặc thùng các tông. Bên trong còn được bọc thêm lớp ni lông hoặc xốp mỏng. Không biết số hoa quả trên được vận chuyển từ đâu, nhưng khi mở ra thì tất cả đều trong tình trạng tươi nguyên, không có dấu hiệu bị dập nát hay ẩm mốc. Đa phần các sạp đều lấy trên dưới chục thùng hoa quả một lần và số hoa quả này thường bán trong khoảng từ 4 đến 5 ngày mới hết. Tuy nhiên, dù trái bị phơi nắng, phơi bụi cả mấy ngày, nhưng lá, núm và vỏ của chúng vẫn tươi như vừa cắt từ trên cây xuống. Từ thực tế trên, người tiêu dùng nghi ngại số hoa quả này đã được ướp một loại hóa chất nào đó mới tươi lâu như vậy. Khán giả Hoàng Ninh cũng cho biết, hầu hết các loại cam quýt, quả nào cũng được cắt cái núm khá dài. Mỗi núm có từ 3 đến 4 chiếc lá vẫn tươi nguyên, cho dù hàng bán ế từ 4 đến 5 ngày. Khi mua về, để thêm từ 4 đến 5 ngày nữa, thì lá chỉ héo đi phần nào, chứ không hề bị héo khô. Còn lê và táo thì có thể để cả tuần mà màu vỏ vẫn không thay đổi. Gửi phản ánh tới chương trình, khán giả Hoàng Ninh mong cơ quan chức năng huyện Cư Rút tiến hành kiểm tra, kiểm định chất lượng hoa quả tại địa phương, vừa an lòng dân, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ của khán giả cả nước gửi về cho chúng tôi theo đường dây nóng 0904881414 và email gocnhinkhangia@vtc.vn. Một khán giả ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng phản ánh, con đường chính của xã Nam Hưng đang xuống cấp trầm trọng, nhiều đoạn có những hố sâu rộng hàng mét, sâu vài chục cm. Ban ngày qua lại đã rất khó, nhưng ban đêm thì còn khó khăn gấp bội bởi cả đoạn đường rất hiếm có đèn chiếu sáng. Chỉ nhờ vào đèn chiếu sáng của phương tiện nên chuyện sa vào hố xảy ra thường xuyên.
Những hộ gia đình sống ven đường đã nhiều lần mang gạch đá để lấp những hố sâu này, nhưng chỉ được một thời gian là đâu lại hoàn đấy. Đề nghị chính quyền huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng sớm có biện pháp tu sửa. Thưa quý vị và các bạn, khán giả Xuân Nhật từ địa chỉ email góc nhìn của tôi a@gmail.com cho biết, trụ đèn giao thông tại ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 1A và đường vào nội thị của thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã bị hỏng từ lâu. Theo ghi nhận của khán giả Xuân Nhật, trụ đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư này đã không hoạt động khoảng một tháng nay. Việc này khiến giao thông tại khu vực ngã tư khá hỗn loạn. Các phương tiện giao thông đi qua cung đường này lưu thông tự do. Do đây là ngã tư giao cắt giữa đường vào nội thị của thị xã Sông Cầu và quốc lộ 1A, nên lưu lượng xe có tải trọng lớn lưu thông trên quốc lộ 1A rất đông. Trong khi đó, tại tuyến đường nội thị của thị xã Sông Cầu, chủ yếu là phương tiện xe máy, xe đạp và xe thô sơ. Việc này tiềm ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông rất cao. Khán giả Xuân Nhật kiến nghị đơn vị chức năng tại thị xã Sông Cầu cần kiểm tra, sửa chữa kịp thời trụ đèn giao thông nói trên để các phương tiện lưu thông được an toàn. Khán giả Lê Mạnh Tấn ở số 798 Ngô Gia Tự, Hải An, thành phố Hải Phòng phản ánh, vào khoảng 16 giờ ngày 12 tháng 11, chiếc xe tải có biển kiểm soát 15C01641 khi lưu thông qua đường Ngô Gia Tự đã chạy với tốc độ rất cao và không hạ ben thùng nên đã làm đứt đường dây điện sinh hoạt của một số hộ dân ở số 800 và số 802 đường Ngô Gia Tự. Trước sự phản ứng của người dân, tài xế và phụ xe tải đã tự đấu nối, câu lại dây điện bất chấp nguy hiểm. Dây điện được đấu nối một cách tạm bợ và lòng thòng xuống đường đi. Ngay lúc đó, người dân đã thông báo cho Điện lực Hải An nhưng không có người xuống hiện trường. Đến ngày 13 tháng 11, nhân viên Điện lực Hải An tới hiện trường. Tuy nhiên, việc sửa chữa chỉ được tiến hành khi các hộ dân bị mất điện, phải nộp 200.000 đồng tiền bồi dưỡng và chịu chi phí tiền dây điện. Theo anh Tấn, người dân rất bức xúc về việc làm của nhà xe kia nhưng càng bức xúc hơn trước cách hành xử của Điện lực Hải An. Với mong muốn có thể đọc hiểu được gia phả, cũng như những câu đối, tấm hoành phi hay những tài liệu quý mà cha ông để lại, một lớp học Hán Nôm dành cho người cao tuổi ở Đà Nẵng đã được thành lập và thu hút được rất nhiều người tham gia. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của lớp học này qua chia sẻ của khán giả Nguyễn Hồng Hạnh, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đây là một buổi học của các thành viên trong lớp học Hán Nôm dành cho người cao tuổi ở Đà Nẵng. Đây cũng là... Lớp học này được thành lập từ năm 2006 và thu hút được rất nhiều cán bộ hưu trí tham gia. Nhất là bây giờ bia mổ gia phổ hoàng phi câu đối cả thứ đều để lại á, chữ Hán cả. Người trẻ tuổi nhất trong lớp cũng đã ngoài 50 và lớn tuổi nhất là 87 tuổi. Ông ta là ai? Thì tính tên học là tự học là chính. Thì nó còn nghĩ đây á là tao đuổi với nhau. Thì 206. Ban đầu, lớp chỉ có 4 thành viên, nhưng hiện tại số thành viên theo học đã lên đến 84 người. Nhà Hán. Và sau đó, sau nhà Hán thì gồm có một loạt như là Tây Tấn. Rồi. Thế thì như thế là chúng ta nhớ là có 2 nhà Tấn trong cái lịch sử. Không chỉ có các cụ ông, mà nhiều cụ bà cũng tìm đến đây tìm hiểu về thứ ngôn ngữ này. Lớp học không có thầy, mà chủ yếu chính những học viên đứng ra chia sẻ với nhau những vốn kiến thức đã có về Hán Nôm. Như thế, văn tự đều ghi là lịch sử, văn hóa, mọi thứ đều diễn là bằng cái tiếng Hán. Sau đó thì chúng ta có cái tiếng Nôm. Tiếng Nôm... Chia sẻ cùng chương trình, khán giả Nguyễn Hồng Hạnh cho biết, trụ sở của lớp học được đóng tại nhà đại tá về hưu Huỳnh Phương Bá trên đường Trương Nữ Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Một tháng hai lần, vào ngày rằm và mùng 1, các học viên lại quy tụ về đây để cùng chia sẻ với nhau những kiến thức về Hán Nôm. Từ một vài người, nay lớp học đã có đến gần 100 học viên. Thậm chí có những cụ hàng tháng vẫn chạy xe hai lần từ Quảng Nam ra Đà Nẵng để theo học. Trong thư gửi về chương trình, chị Hạnh có viết: Chính sự vô cùng vô hạn của chữ Hán cùng với khao khát học chữ để hiểu văn chương sâu sắc hơn đã cuốn hút nhiều người cao tuổi theo học. Khi lớp đã đông, các cụ thành lập câu lạc bộ với mức phí 20.000 đồng một tháng để lấy tiền uống nước cho vui.
Tháng 9 năm 2012, sau 6 năm thành lập, lớp học đã được nâng cấp thành trung tâm Hán Nôm của thành phố Đà Nẵng, hoạt động với mục tiêu bồi dưỡng Hán Nôm các cấp, bảo tồn dịch thuật, các văn bản chữ Hán, trao đổi thông tin, liên kết dòng họ và đặc biệt là vận dụng phong thủy phục vụ đời sống. Được biết, Trung tâm Hán Nôm đã biên dịch, giới thiệu nhiều tài liệu dưới thời nhà Nguyễn liên quan đến chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa. Trong đó có tấm bản đồ Đại Nam Thống Nhất Toàn Đồ năm 1838, vẽ Hoàng Sa, Vạn Lý Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam. Bộ Công thời Minh Mạng năm thứ 17, phúc trình việc chuyển cột gỗ, ra cắm mốc đánh dấu ở Hoàng Sa. Cũng chính nhờ sự yêu thích tìm tòi của các cụ trong câu lạc bộ đã phát hiện ra 4 câu thơ thể hiện tuyên ngôn khát vọng độc lập của dân tộc được khắc trên tiểu họa trang trí phía trên ngai vàng triều Nguyễn từ thời Minh Mạng và được các nhà nghiên cứu khoa học đánh giá cao. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ, phần cuối chương trình mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Khoảng 5 giờ sáng ngày 29 tháng 11 trên đường Hoàng Diệu, thuộc phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một sự cố hy hữu. Chiếc xe đầu kéo chở theo một xe công trình trên rơ móc đã vướng vào dây cáp điện răng ngang đường, kéo đổ hàng loạt trụ điện. Phản ánh của khán giả Trần Thu Thảo từ số điện thoại 0123 và 3 số cuối là 671. Để tận mắt thấy được thần tượng, rất đông bạn trẻ, trong đó có không ít người vẫn mặc đồng phục học sinh, bất chấp mưa rét, túc trực nhiều giờ trước cổng khách sạn Crown trên đường Lê Đức Thọ, Hà Nội, gây ra tình trạng tắc đường và hỗn loạn. Phản ánh của khán giả Lê Thủy Chi từ số điện thoại 0168 và 3 số cuối là 869. Đại nhạc hội K-pop được tổ chức tối ngày 29 tháng 11 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, với sự tham gia của 17 nghệ sĩ nhóm nhạc nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, được đánh giá là buổi biểu diễn quy tụ được nhiều ngôi sao trong làng giải trí Hàn Quốc nhất từ trước tới nay. 3 ngày trước khi đêm nhạc diễn ra, ban tổ chức tuyên bố khán giả phải có vé mới được vào, không được vào cửa tự do như một số chương trình giao lưu văn hóa trước đây. Nhiều người bắt đầu đổ xô đi kiếm cho mình một tấm vé, khiến thị trường vé chợ đen bất ngờ trở nên sôi động. Phản ánh của khán giả Nguyễn Duy Hải, trú tại huyện Từ Liêm, Hà Nội. Hơn 500m bờ kè sông đáy tại xóm 15, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam xuất hiện với nhiều vết nứt, bục lớp cát và đá phía trong. Chỉ cần lấy một thanh sắt nhỏ, với lực bình thường, cào nhẹ lớp chát xi măng ngoài cùng, cát và đá đã lộ ra ngay. Lớp cát và đá cũng không liên kết với nhau thành một khối rắn chắc, chúng tơi, xốp như chưa hề chịu tác động nào của quá trình trộn bê tông. Dùng thanh sắt cào một lúc là thông sang tới bên kia của bờ kè. Nhìn bằng mắt thường thì thấy bên trong cát và đá không dính kết, chỉ được trộn sơ với nhau và không có khung sắt. Phản ánh của một khán giả ở thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Hiện ở huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, xuất hiện rất nhiều thương lái từ thành phố Buôn Mê Thuột bỏ mối cho các sạp hoa quả tại địa phương. Đa phần số hoa quả này không rõ nguồn gốc xuất xứ, giá thành rẻ và đặc biệt là tươi rất lâu. Dù số trái cây này bị phơi nắng, phơi bụi cả mấy ngày, nhưng lá, núm và vỏ của chúng vẫn tươi như vừa cắt từ trên cây xuống. Từ thực tế trên, người tiêu dùng nghi ngại số hoa quả này đã được ướp một loại hóa chất nào đó mới tươi lâu như vậy. Phản ánh của khán giả Hoàng Ninh từ số điện thoại 0915 và 3 số cuối là 153. Với mong muốn có thể đọc hiểu được gia phả, cũng như những câu đối tấm hoành phi hay những tài liệu quý mà cha ông để lại, một lớp học Hán Nôm dành cho người cao tuổi ở Đà Nẵng đã được thành lập và thu hút được rất nhiều người tham gia. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Hồng Hạnh, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ. Chương trình Góc nhìn khán giả, kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, tại địa chỉ số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hãy email đến địa chỉ gocnhinkhangia@vtc.vn hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi hình ảnh, clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại
thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.